hướng dẫn nhanh cho các bạn hình dung được cái hệ điều hành MacBook Mini chạy từ USB cho mấy cái máy tính Windows nha. Các bạn boot từ USB thì vô được tới cái màn hình này rồi, các bạn sẽ chọn vào Utility và chọn Terminal. Một cái sổ Terminal hiện lên thì các bạn đánh chữ Menu. Rồi một cái menu sẽ xuất hiện nha. Ở cái menu này thì nó có những cái tính năng chính như là mình bypass chip A5, A6, A7 này. Rồi chạy những cái chương trình chép gen từ cũ nhất cho đến mới nhất. Và các bạn hoàn toàn có thể chép thêm vào USB và chạy nó, boot và mở từ ứng dụng vừa chép vào cũng được nha, tự làm được. Có nghĩa là dây đét mình cập nhật từ cái trang chép gen đó, mình chép vào đây là mình có thể chạy được những iOS, dây đét iOS mới nhất sau này đấy. Còn vào màn hình hồng nữa này. Rồi bây giờ mình giới thiệu vào màn hình hồng trước đi. Khi mà vào được màn hình hồng rồi đấy thì các bạn sẽ khởi động lại, đưa vào máy tính Windows và các bạn dùng cái cáp USB com á, cáp USB com, hoặc các bạn thể dùng cái này này để mình edit được wifi, không cần tháo ổ cứng, hay edit series không cần tháo ổ cứng, tắt âm thanh hay là đổi mã màn hình fit bao tool rồi đấy. Rồi bây giờ mình dùng màn hình hồng thì mình dùng lệnh số 10 nha. Mở cái tool màn hình hồng lên. Đây cái tool mở lên được rồi này. Cái này mình vô để bu sẵn nè để tiết kiệm thời gian nha. Bây giờ mình sẽ bấm cho nó vào màn hình hồng. Những cái tool ở trên Windows á, mình có thể dùng á, là như là cái tool VDBL hay là JC rồi các bạn có thể dùng nha. Dùng với cái USB này cũng được, hơn 200.000 là các bạn có thể làm được mọi thứ rồi. Đổi series rồi. Rồi cái đó là mình giới thiệu về tool màn hình hồng. Tool màn hình hồng này nó cũng hỗ trợ giống như là cái tool JRED này các bạn, cũng hỗ trợ từ iPhone 6 đến iPhone X. Rồi mình giới thiệu tính năng thứ hai là tính năng mình jailbreak. Enter về menu này. Jailbreak phiên bản mình thử với phiên bản mới nhất là 14.1. 14.1 là các bạn phải dùng lệnh số 7 là có bật này, là vá lỗi để có thể jailbreak như iPhone này, iPhone 8 này, iPhone X cũng ok nhé các bạn. Rồi các bạn dùng lệnh số 7. Rồi mình đưa vào đĩa bu sẵn luôn nhé, để cho tiết kiệm thời gian. Ok. Khi mà jailbreak được rồi thì các bạn có thể bypass hay là backup, lockdown rồi nhiều thứ lắm. Các bạn có thể thoát ẩn rồi, hay là các bạn có thể chạy off, đọc token á, để chạy off luôn cái máy mình. Đó. Các bạn lưu ý là đối với những cái phiên bản từ 7 lớp đến ít thì các bạn phải chạy mới lại máy mới jailbreak được nha. Tất cả đều như vậy, kể cả hệ điều hành Mac, máy tính Mac luôn chứ không hẳn là cái này. Đó là nguyên tắc chung. Rồi các bạn, mình sẽ thử thêm một tính năng nữa là chạy ứng dụng. Đây các bạn chọn sale, mở lại và gõ menu. Đây mình thử lệnh bypass nha. Bypass như cái này là chip A6 này. Ví dụ như mình chọn lệnh số 1 để mình thực hiện lệnh bypass. Đây mở lên được giao diện này các bạn này. Lệnh 6, đây là iPhone 5. Rồi mình sẽ chọn vào DFU này. Đó, nó hiển thị cái dòng này là đã vào chế độ DFU đặc biệt ok này. Ở đây các bạn có thể chọn cái dòng chuẩn này cũng được. Còn dòng chuẩn này thì nó chạy cái là xong luôn. Còn nếu không các bạn chọn dòng internal này, internet này, thì các bạn có thể thao tác thủ công một tí xíu. Rồi đợi cho nó lên cái dòng này, các bạn rút cáp ra để cho nó nhận lại cái driver thôi, để cắm vô lại. Tại vì một số máy nó không có nhận kịp, nhưng mà mình đã test rồi, chọn cái dòng kiểu chuẩn standard cũng ok nha. Rồi mình bấm tiếp tục thì nó cũng vào được chế độ boot. Đây này các bạn coi màn hình này, vào chế độ RAM boot đó. Và các bạn có thể dễ dàng, khi mà xuất hiện màn hình này rồi, các bạn đợi tí xíu cho cái màn hình nó mờ xuống một tí rồi các bạn mới thực hiện là. Các bạn thấy ready là sẵn sàng rồi này. Để các bạn xóa setup. Mà các bạn lưu ý chip A6 nha. Chip A6 các bạn phải vừa restore xong
khi mà màn hình detour vừa tắt xong, các bạn tổ hợp phím nguồn và phím phím home á, để cho nó vào DFU luôn, và sau đó các bạn mới đưa vào đây nhé. Đưa vào đây thì nó sẽ không bị treo logo, còn nếu không các bạn vẫn thao tác được nhưng mà khởi động lại sẽ bị treo logo. Các bạn phải vào DFU trước, vừa restore xong là vào DFU nha. Rồi cuối cùng là xóa cái setup. Rồi xong, vậy là bypass xong nhé. Rồi đó là bypass chip A6, là các bạn lưu ý là vừa restore xong vào DFU. Còn đối với A5 á thì các bạn phải cần một cái mạch Arduino. Cần một cái mạch Arduino như thế này nè, để các bạn đưa vào chế độ DFU đặc biệt, bắt buộc phải có cái này để làm chip A5 nha. Cái này cũng hết mấy trăm. Cái đó là nguyên tắc. Đây, ví dụ mình mở lại cái tool này mình. Đây này, nguyên tắc chung của A5 nè. Là phải, ví dụ như mình chọn iPad mini 1 này, là phải vào nè, nó hướng dẫn này, phải vào chế độ đặc biệt từ Arduino nhé, dưới bi hot cell đấy, Arduino nè. Đó, rồi các bạn nên chọn lệnh quit ở đây nè. Rồi các bạn bấm enter về menu. Rồi ví dụ như các bạn mà chép cái ứng dụng vào trong USB á, cái USB khi các bạn cắm vô trong máy tính á mà nó báo format, cái bình thường format nha, bấm sensor đi thì nó sẽ hiển thị được một cái USB có tên là Renmap Root. Các bạn đừng đổi tên nữa, hai cái USB nha, định số 9 nè. Rồi nó sẽ liệt kê những cái ứng dụng mình chép vào cái đường dẫn này nè các bạn này, và cái tên ứng dụng, và mình sẽ copy lại cái tên hoặc là mình nhập lại cái tên nè. Đây là trái rain mới nhất mình tải từ cái trang chủ của nó. Mình xuống đây, dán cái tên nó vô đây và đánh enter, không cần cái chấm app nha các bạn. Rồi nó mở được trái rain mới nhất luôn nè các bạn này. Rồi các bạn hoàn toàn có thể Everest hay cập nhật những cái model mới vào đây. Và cuối cùng là các bạn có thể khởi động lại máy tính bằng lệnh 15 nhé. Khởi động máy tính vừa tắt màn hình là các bạn nhớ rút USB ra, nếu không nó sẽ khởi động, nó boot vào USB lại nha. Rồi nút USB ra là xong.